Những con bọ hung đáng yêu có thể nuôi ở nhà không? Còn tôi thì nói rằng, có thể, 2 năm 6 tháng trước, Khôn Tang đào được mấy con côn trùng trong vườn rau. Có lẽ đây là ấu trùng của bọn bọ hung, tuy những người trồng rau gọi nó là côn trùng gây hại. Nhưng chúng cũng vẫn cố gắng sống, chúng trắng mập nên gọi chúng là Poppy. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của chúng, Khôn Tang muốn nuôi chúng, để xem quá trình trưởng thành của chúng, sau khi trở thành loài côn trùng như thế nào khi trưởng thành. Khôn Tang mang mấy con về, dùng 4 chai nước làm thành chai nuôi, cho đất nhỏ đào ngoài vườn vào, đặt lũ Pop vào trong. Ôi trời ơi, mới một lúc mà đã chui hết xuống đất rồi. Chúng có thể lớn lên khỏe mạnh không? Đậy nắp lên, cứ để như vậy. 5 ngày sau, Khôn Tang muốn làm một hộp quan sát, tìm một chai nước đến, cắt đầu và đuôi chai đi, cắt phần giữa chai ra, vì chai bị cuộn vào, nên phải đặt nó lên tấm bìa giấy, trải khăn lên, dùng bàn là ủi một lúc, là sẽ có được một tấm nhựa khá bằng phẳng. Sau khi cắt tạo hình, dùng băng dính trong dán vào, là đã tạo thành một hộp quan sát trong suốt, hơi biến dạng, nhưng không ảnh hưởng đến việc quan sát, đổ ấu trùng trong một chai nhựa ra. Ôi mẹ ơi, sao lại có 2 con rồi? Con to này lẻn vào từ lúc nào vậy? Mấy ngày trước mang về là con ấu trùng nhỏ này, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Con này có lẽ cũng là ấu trùng bọ hung, nhưng không cùng loài với lũ Pop. Đặt Pop và con to kia vào hộp để quan sát, tuy có hơi chật, nhưng vẫn có thể ngủ được. Đậy nắp giấy ăn lên, dùng dây chun buộc chặt. Khôn Tang lại làm một hộp quan sát, rất khó kiểm soát nhiệt của bàn là. Mang một con Pop khác đặt ở đây, còn một con ấu trùng phát hiện trong vườn, cũng đặt vào bên trong luôn. Con này trông thật khỏe mạnh, hơn nữa nó còn dùng lưng để đi. Khá thú vị đó, hình như là ấu trùng Cetoninae. 8 ngày sau, dường như ấu trùng đang quanh quẩn ở dưới đáy. 16 ngày sau, mở nắp ra để xem tình hình của chúng. Lớp đất phía trên hơi khô, lũ Pop hình như đã chui vào giữa rồi. Hộp chật như vậy, nhưng cũng chẳng thấy tung tích của ấu trùng đâu. Trong chiếc hộp nhỏ này, có thể thấy một con ấu trùng, dường như nó đang tự tạo buồng nhộng. Nó muốn biến thành nhộng hay sao? 46 ngày sau, Khôn Tang mở hộp ra để xem mấy con ấu trùng như thế nào rồi. Đổ đất ra, xem ra chúng rất khỏe mạnh. Ấu trùng của Cetoninae dùng lưng để đi, giống như đang bơi ngừa. Đổ đất mới vào hộp, thả 2 con vào, một con ở chiếc hộp khác, xem ra nó vẫn chưa biến thành nhộng. Rốt cuộc nó sẽ biến thành gì? 56 ngày sau, có thể thấy lũ ấu trùng đang động đậy ở trong đất. Xem ra trạng thái của chúng không tồi. 60 ngày sau, Pop ở giữa hộp bò lên, dáng vẻ nó khó chịu rất kỳ quái. Chẳng lẽ nó bị bệnh rồi sao? Nó cố gắng chui vào trong đất, nhưng không chui vào được, ngay cả di chuyển cũng khó khăn, có lẽ là do đất ẩm quá. Một lúc sau, con Pop này cũng đi đời, không thể nuôi nó lớn, nên Khôn Tang rất tiếc nuối. Như vậy số lượng chai đã giảm một cái. 68 ngày sau, có lúc không thể quan sát ấu trùng từ bên ngoài, nên chỉ đành đổ đất ra, xem tình hình chúng thế nào. Xem ra chúng vẫn rất khỏe mạnh. Chi trong hộp quan sát thế nào rồi? Mở tấm nhựa ra, dường như nó đang làm buồng nhộng, nhưng chi không hề biến thành nhộng. Khôn Tang dùng đất làm buồng nhộng cho chi, quan sát nó mấy ngày xem có biến thành nhộng không. Côn trùng sẽ trải qua giai đoạn trứng, ấu trùng, nhộng rồi biến thành bọ. Quá trình phát triển này khá dễ thương. Trước khi nó biến thành nhộng thì nó sẽ nằm im. 74 ngày sau, chi phá vỡ buồng nhộng, chui xuống đáy lớp đất. Đây là ý gì? Đáng lẽ phải biến thành nhộng rồi mà, nó lại muốn làm gì vậy chứ? 91 ngày sau, trong chai số 1 đã mọc cỏ, Pop trong 3 chai trước vẫn là ấu trùng, chi trong chai số 4 vẫn chưa biến thành nhộng. 102 ngày sau, Khôn Tang không kìm được nữa, muốn xem chi thế nào rồi. Đổ đất ra, ôi trời ơi, hóa ra nó đã lột xác biến thành nhộng rồi. Gỡ xác nó ra, con nhộng đẹp đẽ đang động đậy. Ấu trùng trắng mập lại có thể biến thành con nhộng hình dạng này, thật là thần kỳ. Khôn Tang lại tạo cho nó một cái buồng nhộng, đặt chi vào trong, tiếp tục quan sát biến hóa của nó. Ấu trùng trong 3 chai còn lại ra sao rồi? Đổ chúng ra, con số 1 ti rất khỏe mạnh, nhưng xem ra không có biến hóa nào cả. Con số 2 cũng không tồi, con số 3 cũng chẳng có biến hóa nào. Tiếp tục thay đất rồi đặt chúng vào. 104 ngày sau, chi có biến hóa kỳ lạ, màu của nhộng dần dần trở thành màu đen, hơn nữa nhộng cũng không động đậy. Sau khi quan sát vài ngày, không ổn rồi, chi cũng ngừng phát triển. 107 ngày sau, khi đang trồng rau trong vườn, Khôn Tang lại đào được một con chi, nên lấy nó thay cho con chi lúc trước. 135 ngày sau, Khôn Tang muốn xem lũ Pop trong chai đã biến thành hình dạng gì rồi. Đổ chai số 1 ra, có lẽ nó đã tự tạo buồng nhộng rồi biến thành nhộng rồi. Ý gì vậy? Ôi trời ơi, con số 1 biến thành côn trùng, biến thành bọ hung rồi. Nó nhỏ như đầu ngón tay vậy, rất đáng yêu, thả nó về nơi hoang dã xa xôi. 145 ngày sau, chi trong chai số 4 cũng biến thành nhộng, giống như con chi lúc trước. Lần này nó có thể thành công biến thành côn trùng không? Bên trong chai số 2 và chai số 3 vẫn là con ấu trùng mập mạp. 148 ngày sau, quan sát cảnh tua nhanh thời gian của nhộng, nó đang từ từ chuyển động. Con số 2 và con số 3 mãi mà vẫn không có động tĩnh. Đổ đất trong chai của chúng ra, phát hiện 2 quả trứng đất. Lẽ nào đây là buồng nhộng của 2 con Pop? Xem ra cũng rất thuận lợi. Lại cho đất vào chai. 162 ngày sau, nhộng của chi trở nên trong suốt. Nó đang muốn thoát xác đấy sao? Ôi trời ơi, nó ra ngoài rồi, cuối cùng cũng thoát xác biến thành côn trùng rồi. Vừa mới biến thành hình, vỏ nó có màu trắng, rồi dần dần nhuốm màu. Đây là một con bọ hung màu xanh, to hơn con lúc trước rất nhiều, màu cũng rất đẹp, vỏ nó lấp lánh. Đặt nó lên cây nơi hoang dã, nơi cách xa vườn rau, nó có thể ăn cỏ ở nơi hoang dã.
198 ngày sau, dường như có thứ gì đó đang động đậy trong chai số 2. Hóa ra con trong chai số 2 cũng đã biến thành bọ hung. Vỏ nó đen xì, có thêm mấy chấm trắng. Lúc nhỏ thường xuyên chơi con bọ hung như này. Hóa ra khối đất này chính là buồng nhộng của nó. Ấu trùng trong chai số 3 cũng lớn thành bọ hung rồi. Vỏ ngoài nó hơi xanh, nhìn mặt chúng khá là đáng yêu. Mang chúng đặt lên cây ở cách xa vườn rau. Ôi trời ơi, con màu xanh cũng đang ở đây. Tất cả Pop đều trưởng thành rồi. Khôn Tăng dường như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Cái buồng nhộng được làm từ đất kia rốt cuộc là tạo ra kiểu gì? Khôn Tăng bóc nó ra, dùng lực nhẹ là có thể làm nó vỡ ra. Thật là kỳ diệu, sinh mệnh nhỏ như này thôi mà lại thú vị như vậy. Được rồi, câu chuyện về bọ hung kỳ này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại vào kỳ sau.